vừa qua, nhạc sĩ Đức Trí đã tổ chức live concert kỷ niệm chặng đường 25 năm âm nhạc với tên gọi Hoa Nắng Tôi. Đêm diễn đã thu hút khoảng 1.000 khách mời với sự tham gia của nhiều ca sĩ đã gắn liền với âm nhạc của Đức Trí. Concert Hoa Nắng Tôi được Đức Trí chuẩn bị trong suốt 2 năm. Chi tiết các bản phối của 25 bài hát gần như không thay đổi để người nghe có thể tìm lại được những kỷ niệm của mình qua những giọng hát quen thuộc như ca sĩ Phương Thanh, Hồ Ngọc Hà, Lê Hiếu và cả những ca sĩ mới thể hiện sau này như Nguyên Hà, Lân Nhã. Đêm nhạc của Đức Trí còn tập hợp được gần như những đồng nghiệp, những người bạn chơi nhạc đã làm việc lâu năm cùng với nhạc sĩ, đều là những tên tuổi nổi tiếng trong giới biểu diễn. Đức Trí chia sẻ Hoa Nắng Tôi là cách mà anh gói ghém âm nhạc đã cũ trong một kỷ niệm mới. Đức Trí sinh năm 1973, tốt nghiệp ngành biên soạn và sản xuất âm nhạc đương đại tại Berklee College of Music ở Boston, Mỹ. Anh từng thực hiện album cho các ca sĩ như Hồ Ngọc Hà, Hồ Quỳnh Hương, Đức Tuấn, Lê Hiếu, Phạm Anh Khoa, Phương Vi, Quốc Thiên. Anh cũng có nhiều ca khúc được giới trẻ yêu mến như Giấc Mơ Chỉ Là Giấc Mơ, Ta Chẳng Còn Ai Khi Giấc Mơ Về, Có Nhau Trọn Đời hay Lúc Mới Yêu. MV 1900 hồi đó là sản phẩm âm nhạc mới nhất vừa được nam ca sĩ Jun Phạm phát hành. MV cũng là câu trả lời cho câu hỏi mang chủ đề đã bao lâu bạn chưa đi du lịch cùng bố mẹ mà nam ca sĩ đã úp mở trong thời gian qua. 1900 hồi đó là sáng tác của nhạc sĩ Huỳnh Hiền Năng với giai điệu tươi vui nhẹ nhàng. Phần hình ảnh trong MV được xây dựng không hề cầu kỳ, chỉ với những hình ảnh thân thuộc như cả nhà quây quần cùng xem TV, đi du lịch cùng bố mẹ, những lúc vui đùa ca hát như trẻ con. Là những khoảnh khắc mà có thể đã rất lâu rồi, nhiều người không được trải nghiệm nữa. Ca khúc này gợi lại những kỷ niệm bình dị nhất, không chỉ của riêng Jun Phạm mà còn của nhiều người thuộc thế hệ 8X, 9X. Người đồng hành cùng nam ca sĩ trong MV này không ai khác chính là bố của anh. Jun Phạm và bố đã cùng nhau đi khắp thế gian, đến những địa điểm đẹp và nổi tiếng, cắm trại trên những đại ngàn lộng gió để ghi lại những cột mốc hạnh phúc trong MV. Jun Phạm tiết lộ từ ngày 24 tháng 11 đến Tết Nguyên đán năm 2023, hai bố con nam ca sĩ dự định sẽ tiếp tục cùng nhau đi, tạo thêm những kỷ niệm thật đẹp ở vùng đất Buôn Mê Thuột. Hành trình này nằm trong chuỗi dự án âm nhạc của Jun Phạm mà MV 1900 hồi đó chính là sản phẩm mở màn. Thông tin Á hậu Thùy Dung sẽ tổ chức hôn lễ vào tháng 12 tới đây đang gây bất ngờ bởi trước đó người đẹp vốn kín tiếng chưa từng đề cập đến cưới hỏi. Mới đây, hình ảnh thiệp cưới của Thùy Dung đã được nhiều bạn bè chia sẻ trên mạng xã hội. Thùy Dung từng là hoa khôi Đại học Ngoại thương Thành phố Hồ Chí Minh trước khi dừng chân ở vị trí Á hậu của Hoa hậu Việt Nam 2016. Người đẹp sinh năm 1996 là đại diện Việt Nam đến với đấu trường nhan sắc Hoa hậu Quốc tế 2017 nhưng không đạt được thứ hạng cao. Với khả năng ngoại ngữ trôi chảy, Thùy Dung trở thành MC song ngữ trong nhiều năm qua. Á hậu Thùy Dung chính thức công khai hẹn hò bạn trai vào tháng 3 năm 2019. Thời điểm đó, cặp đôi đã yêu nhau được 1 năm nên quyết định chia sẻ thông tin vào ngày kỷ niệm. Bạn trai Thùy Dung làm công việc kinh doanh riêng và đang sinh sống tại thủ đô Hà Nội. Thùy Dung và bạn trai có chuyện tình kín tiếng, chỉ nhắc về đối phương trong những dịp đặc biệt. Vào chiều ngày 19 tháng 11, Á hậu Thanh Tú cũng đã bất ngờ khoe nhận thiệp mời cưới từ Á hậu Thùy Dung. Theo đó, hôn lễ của Á hậu Thùy Dung sẽ được diễn ra vào ngày 3 tháng 12 năm 2022. Thiệp mời cưới của Thùy Dung trang nhã có màu trắng chủ đạo và chi tiết nổi bật là ảnh cưới của cặp đôi này. Quan Kế Huy, nam diễn viên gốc Việt đang được giới chuyên môn dự đoán sẽ làm nên chuyện tại giải Oscar 2023 với vai Wei Mun Wang trong bộ phim Everything Everywhere All at Once, tựa Việt là Cuộc chiến đa vũ trụ, đóng cùng nữ minh tinh gạo cội Dương Tử Quỳnh. Nam diễn viên 51 tuổi nhận được nhiều đánh giá tích cực từ giới chuyên môn khi vào vai Wei Mun Wang, người chồng ngờ nghệch thú vị trong bộ phim hài đa vũ trụ đầy kỳ quái Everything Everywhere All at Once của hai đạo diễn Daniel Kwan và Daniel Stenert. Quan Kế Huy rất có thể là ứng viên sáng giá của hạng mục nam phụ Oscar năm nay. Giới chuyên môn nhận định hạng mục nam phụ tại Oscar năm nay chưa có nhiều ứng viên nổi bật ngoài Quan Kế Huy. Hơn nữa, anh cũng vừa giành được đề cử diễn viên phụ xuất sắc của giải thưởng Ghost Ham vào tháng 10 vừa qua. Sắp tới, nam diễn viên được kỳ vọng nhiều hơn khi xác nhận xuất hiện trong các dự án mới The Electric State và Loki 2 của Marvel. Nếu nhận đề cử của Oscar năm nay, Quan Kế Huy sẽ trở thành nam diễn Việt gốc Á thứ 10 có cơ hội tranh giải nam phụ trong lịch sử Oscar.